là lấy dữ liệu từ gì? Checkbox. Rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện thêm một cái nữa thôi đúng không? Ta ghi là sở thích đúng nhỉ? Con này ta ghi là sở thích này. Giới tính thì phải có sở gì? Sở thích. Nhá, sở thích. Đúng không? BR ở đây. Nào ta ghi sở thích là gì? Input. Tai bằng check gì? Checkbox. Chưa? Name bằng là CBX ăn chơi. Thích, ai có sở thích này không? Có. Value bằng ăn chơi. Được chứ nhỉ? Và bạn là ghi bên cạnh là gì? Ăn gì? Ăn chơi. Đúng không? BR đó trúng dòng. Rồi, tiếp theo input tai bằng check gì? Checkbox. Name bằng gì? CBX nhảy múa. Nhỉ? Value nhảy múa. Ăn chơi nhảy múa đúng không? Nhảy múa. Rồi, như thế. Thêm một cái nữa cho nó vui đúng không? Input tài bằng checkbox. Bạn để ý là cái checkbox ấy thì name là nó phải khác nhau nhé thì mình chọn được. Thế còn cái value bất thường là name phải giống nhau. Checkbox này name nhỉ? CBX nhỉ? Tiêu tiền. Sở thích này có. Rồi, tiêu tiền nhá. Đấy, rồi như vậy ta đã có một cái loạt. Bây giờ ta sẽ truy xuất lại vào cái này. Ăn chơi nhảy múa sự tiêu tiền tích tích nhỉ. Bây giờ nhiệm vụ của ta là ta phải gì? Submit cái này nhỉ. Nếu mà submit thì ta kiểm tra này. Đây, lấy này là đô la gì? Sở thích đúng không? Sở thích sẽ bằng gì đây? Chúng ta sẽ lấy, các bạn chú ý này, ở đây chúng ta sẽ phải gì? Lấy vào cả ba cái nhỉ. Nếu mà iset pop thì lấy nhỉ. Như vậy ta sẽ dùng iset nhé. Iset của cái pop này, là gì? CBX ăn chơi. Copy là nhanh này nha. Nếu tồn tại thì ta lấy, không tồn tại thì thôi đúng không? Được chưa? Sở thích cộng bằng đi nha. Đầu tiên ta khai bằng án biến sở thích này. Sở thích nha bằng chưa có gì nha. Hai bạn thích sử dụng bảng, bảng được đúng không? Đây là sử dụng chuỗi thì ta cộng bằng thì nó nối lại với nhau nha. Yeah. Đấy. Không phải cộng bằng, ở đây chúng ta sẽ chấm bằng đấy. Giờ không giống cộng đâu. Nha, chắc thế này mới đúng. Hay là chính bằng sở thích chấm đúng không nhỉ? Sở thích này. Nhận giá trị bằng chính nó. Nối với thằng này. Đúng chưa? Tương tự ta copy cái này. Được chưa? Xong nối với một cái nữa là thế này cho nó dễ. Yeah.
Bây giờ là gì? Nhảy gì? Nhảy múa. Chưa? Nếu tồn tại thì chúng ta sẽ nối với cái này. Chưa? Cuối cùng là gì? Copy cả cái này đúng không? Tiêu tiền. Rồi. Bây giờ ta có sở thích là rồi đúng không? Rồi. Tiếp theo. Sở thích là sở thích đúng không? Nối với gì? Sở gì? Rồi, nối với BR. Được chưa? Nào ta chạy thử nhá. Rồi. Ăn chơi, nhảy múa. Anh giả. Ngoài. Ừ nhỉ. Thế này. Không khi cái giúp nó không gì hết nhỉ. Đây nhỉ. Sao lại 1-1? Thôi. 1 là check rồi. Từ từ xem nào, ta xem lấy được cái gì, lấy giá trị nào. Chúng ta nếu mà chúng ta lấy về 1-1 thì nó sẽ không đúng với ý đồ của ta đúng không? Nếu mà y set cái này thì ta sẽ lấy về, có lẽ ta nên bỏ y set này đi. Không có thì thôi đúng không? Rồi, chạy lại cái nhỉ. Sở thích này. Chưa? Ăn chơi nhảy múa. Dòng 31 tại sao biết không? Bởi vì chúng ta gì? Không lấy ta không kiểm tra if nhỉ, chúng ta lại lấy. Vậy để thực hiện cái này nào các bạn? Vẫn phải kiểm tra if rồi mới lấy được đúng không nhỉ? Có nghĩa là lại phải if thế này này. If mà đô la pot y set đúng không? Đô la pot của cái CBX ăn chơi thì mới được lấy nhỉ? Thì mới được lấy cái này. Đấy chứ nhỉ? Nếu mà y set thì chúng ta mới được lấy, không thì thôi nhỉ? Đấy, cái này bạn dễ hiểu hơn này. Nhỉ? Tương tự, ta cũng copy cái này đúng không? Tất nhiên làm này hơi dài. Và cuối cùng là cái gì? Ta có ăn chơi. Rồi chỗ này sẽ là nhảy múa này. Chúng ta sẽ là tiêu tiền này. Được chưa nhỉ? Đấy, ta íp vào đây. Bây giờ chạy thử thế nào. Ăn chơi này. Submit nhỉ? Ăn chơi. Tích phát là nhảy múa đây. Sẽ là gì? Ăn chơi nhảy múa. Cả ăn chơi cả nhảy múa cả tiêu tiền. Sẽ ăn chơi nhảy múa tiêu tiền nhá. Ok. Thế này đi. Nữ mà thế này thì ác nhỉ? Giới tính là nữ này. Sở thích ăn chơi nhảy múa tiêu tiền nhá. Thế này lấy về làm vợ được không? Ok nhá. Đó là cách chúng ta thực hiện việc việc chúng ta lấy dữ liệu từ checkbox. Ok nhỉ. Còn này xong.